Người ta nói rằng nụ cười là hệ thống siêu sáng cho khuôn mặt, hệ thống làm mát cho cái đầu và là hệ thống sưởi ấm cho trái tim của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cười, chúng ta phải lạc quan hơn trong cuộc sống này. Xin chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn tràn đầy tiếng cười trong cuộc sống. Lại là Thái đây. Hôm nay với lời yêu cầu của tất cả các bạn comment ở phía dưới video trên channel của Mi và Thái, nói là cái hồ cá coi của anh nó vàng rồi, nó dơ rồi, anh làm video hành trình thay nước và setup lại hồ cá coi đi. Và đó chính là nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay. Trước mặt Thái đây là một cái thùng mót, có một cái cục thổi oxy, cục lọc vi sinh đó anh em. Và bây giờ là Thái sẽ cầm một cái bình 5 lít, Thái sẽ múc nước dưới hồ cá coi này lên và đổ vào trong cái thùng mót này. Hôm nay thì Thái sẽ làm từng bước một, thay nước hồ, set up hồ và show cho tất cả các bạn xem những con cá chép coi, những con cá cảnh tuổi thơ mà dưới hồ này Thái nuôi. Thái thì cũng không có chuyên nghiệp gì đâu, thay nước theo những cái kinh nghiệm mà mình có được những tháng nay đó, gồm một năm nay Thái nuôi cá chép coi thì Thái thay như thế nào, Thái setup như thế nào, nó hợp lọc như thế nào, thì hôm nay Thái sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người luôn, rất là đơn giản. Rồi sau khi mà Thái múc nước ở dưới hồ xong thì Thái sẽ bỏ một cái cục oxy vào trong cái thùng mót như thế này đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ đi bắt cá lên thôi nào. Thái không có bắt bằng dợp như bằng rổ với những con cá lớn nha anh em. Thái sẽ bắt bằng một cái tan nhựa như thế này để tránh con cá coi á, khi mà nó vô trong cái này nè, nó không có bị xây xát từ những cái vợt hay là cái rổ á, chúng ta bớt lên thì nó quậy tới quậy lui á, nó dẫn đến là nó bị thương á mọi người, dễ nắm lắm. Đó, anh em sẽ dùng cái tan nhựa, rồi Thái sẽ múc từng con lên như thế này. Thái múc ba con lớn lên bằng cái tan nhựa như thế này thôi, còn những con nhỏ thì mình cũng có thể dùng gỗ dùng vợt được nha. Những con nhỏ thì nó không đáng kể. Thái show cho anh em xem sơ sơ con cá coi đầu tiên nha. Xây này chắc cũng 40 mấy rồi mọi người, 40 bốn mấy hơn à. Đấy, cũng khá là bình thường thôi, tiền nào của đó mà anh em, mình thấy đẹp là được. Rồi bây giờ là Thái sẽ đổ nó vào trong cái thùng mót mà hôm nãy Thái setup ban đầu đó cho mọi người xem, với cái nước cũ dưới hồ nè, với một cục oxy đang thổi như thế này thì cá nó sẽ không có bị sốc nước nha mọi người. Bây giờ là Thái sẽ bắt con cá chép thứ hai. Thái sẽ dùng cái tan này là bắt ba con cá chép bự lên cho mọi người xem nhé. Vô rồi. Đấy, anh em thấy bắt như vậy thì cho dù nó có dậy thì nó cũng không có bị chạy người, nó an toàn hơn cho những cái con cá chép coi. Đây, con cá chép thứ hai nè anh em, cũng xây khoảng 40 rồi. Con này thì khoảng 1 kg mọi người. Đi vô thôi nào. Hai con cá chép coi bự. Rồi Thái sẽ bắt con cá chép coi thứ ba, tại vì nhà Thái có ba con bự thôi. Ba con này là mỗi con 1 kg thì ba con khoảng 3 kg anh em. Cá coi của Thái thì là cá coi Việt Nam thôi. Nó cũng không có sặc sỡ và nó cũng không có đẹp như những người mà người ta đại gia, người ta có tiền, người ta chơi cá mấy chục triệu á. Mình thì cá mình mua theo ký thôi, ký có 400 ngàn à. Tính ra thì nếu mà một con này 1 kg thì một con này khoảng 400, ba con lớn này khoảng 1,2 triệu á mọi người. Rồi bây giờ thì Thái tiếp tục múc nước ra, múc nước bớt ra rồi để Thái bớt những con cá nhỏ ra luôn nha mọi người nha. Cái hồ cá thì làm tốn có gần 2 bao xi măng, có 200 ngàn à. Đá thì cũng lụm hả? Rồi cá thì cũng cá miền quê dân dã thôi, cá coi thì cũng coi Việt Nam thôi. Rồi bây giờ là Thái sẽ xô những con cá dưới này lên cho anh em xem nè. Thái cũng không biết dưới này có cá gì nữa, rất là nhiều cá Thái bỏ xuống dưới này. Đây là con cá lao kiến, con cá lao kiến màu hồng hồng anh em. Thì hồi trước có chút xíu à, giờ to ghê. Đây, con cá này mới to nè, hồi trước là bắt quầy xong á, có chút xíu à, dục xuống hồ cá coi, mấy tháng nay to ghê không? Bằng cầm tay Thái luôn rồi anh em. Đây, cái miệng đó nè, cá chùi kính. Hai con cá chùi kính. Đây là cá rô phi nè. Cá rô phi này là Thái với My á, đi
bắt cá mắc cạn ở ngoài ruộng rau muống á. Trời ơi, bắt được nhiều lắm, một xô cá rô phi con bằng ngón tay út thôi. Nuôi mấy tháng nay thì mấy con cá này to quá to rồi. Thái thường hay gọi mấy con cá này là Roberto cách lót đó anh em. Bữa bắt một con đi qua bên quận 12 đó, dụ cái ông bán cá bên quận 12 nói là con cá La Hán Roberto cách lót, để đổi con cá La Hán khác về nuôi. Mà người ta phát hiện ra, người ta nói này cá rô phi mà cha. Làm không có đổi được, phải tốn 70 ngàn, 70 ngàn để mua con cá La Hán về. Đây là những con cá thấy nuôi dưới hồ cá coi nè, anh em thấy không? Đã chưa? Chạy hả? Một con cá sặc tuổi thơ. Cha, nay to quá trời to. Chụp nè. Một con cá rô phi. Chụp nè, thấy chụp ghê không anh em? Hai con, chụp nè. Ba con, chụp rất là bá đạo trên từng hạt gạo. Đấy, bốn con. Wow. Đâu, còn đâu nữa không? Còn một cái lỗ nè. Ý da, có một con. Đây là con cá gì đây? Để Thái quay vô cái lỗ cho anh em xem luôn. Đó, cái lỗ này, cái lỗ nước. Cái nước thông vô cái hộp lọc á. Úi da, một con cá lau kiến nữa anh em. Con cá này sao giống con cá lau kiến tỳ bà quá mọi người. Trên mình nó cam cam sao á. Anh em thấy không? Nè. Ba con cá lau kiến luôn nha mọi người. Một đống cá rô phi luôn. Một con cá chê thường. Và Thái nhớ là, sực nhớ là có một cái con cá, một con cá là con cá trê, con cá trê đầu trẻ hai mái á. Nó đâu mất tiêu rồi, chắc nó nằm trong cái lỗ nè. Để xíu rồi Thái tìm nó rồi Thái bắt lên cho mọi người xem. Ôi da, trong cái lỗ này dơ quá anh em thấy không? Cái hộp lọc của mọi người là cái ống hồi nãy Thái quay cho anh em xem á, là nước từ bên đó nó chảy vô cái lỗ này ha. Xong rồi cái lỗ này là Thái sẽ đặt một cái máy lọc á, nó sẽ hút lên. Nó hút lên rồi nó sẽ chảy vô cái lu. Và cái lu trong đó Thái để một cái mùng đó, cái mùng đó thì nó sẽ lọc đơn giản thôi. Đấy, thì lọc đơn giản thì chúng ta phải chịu, chúng ta phải bỏ ít nước nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là chúng ta thay nước đó, khoảng tháng 2 tháng là chúng ta phải thay nước một lần để nó dơ lắm. Cái máy lọc của Thái nó nhỏ đó, nó không có lọc được. Rồi, bây giờ là Thái đổ chung với lại cá chép coi trong cái thùng mót mà nãy Thái xếp ướp ở ngoài nha mọi người. Đây, như vậy là hết cá rồi. Bây giờ thì Thái sẽ lấy vòi nước, Thái xịt rửa trà rong rêu. Thấy trà trong mấy cái hốc. Hồi nãy Thái bắt con cá chê trong cái hốc, cá chê mà đầu chảy hai mái trong cái hốc đó rồi anh em. Nhưng mà Thái quên quay cho anh em xem rồi. Để xíu hồi Thái lên trên Thái quay cho anh em xem sao ha. Dơ quá dơ luôn. Thì lỡ hôm nay hứa với mọi người là set up và thay nước cho hồ cá chép coi rồi. Thái không có định thay đâu, tại vì trời vẫn còn đang bão anh em, muốn chuyển mưa á. Đây là cái hộp lọc cây nhà lá vườn của Thái. Đúng có một cái mùng duy nhất anh em. Đấy, cái mùng này ngày xưa là Thái ngủ nè. Rách nhiều quá rồi, mũi vô nó đốt quá nên lấy làm cái thiết bị lọc cho hồ cá. Bây giờ thì giặt đồ thôi anh em. Đó, dùng cái vòi nước rồi đạp đứng lên, đạp liên tục, đạp chừng nào mà chúng ta thấy là chúng ta đạp mà cái nước nó không có ra đen nữa, nó sạch luôn á, đó thì mới được. Có ai xem video của Thái, có mấy bạn xem mắc cười lắm, người ta nói sao anh làm giống như đồ chơi quá, lọc gì đâu có cái mùng. Thái thì Thái nuôi vậy lâu rồi, cả năm mấy nay, gần 2 năm rồi đó, cứ lọc đơn giản vậy thôi. Có thời gian hay có tiền thì chạy ra mua thêm nửa ký gòn gì đó, rồi bỏ kèm với cái mùng, hoặc là bỏ thêm một ít xứ lọc gì đó. Còn thời gian này nè, không có đi đâu được thì sử dụng đúng một cái mùng như vậy thôi là ok rồi. Anh em nói sao chứ Thái thì Thái thấy đơn giản như thế này thôi mà, Thái nuôi một năm nay đâu có gì đâu. Chơi theo kiểu cây nhà lá vườn không tốn tiền mà còn đòi hỏi nữa thì đâu có được, đúng không mọi người? Rồi, bây giờ là Thái sẽ bỏ cái mùng vào. Đây là cái ống nè, cái ống này là cái ống giặt đồ á, Thái gắn vô cái máy lọc, Thái chiền vô cái bình. Đấy, như vậy là xong rồi mọi người. Thái đã rửa ráy trà rửa xong, rồi để cái mùng vô cái lu lọc. Rồi bây giờ là bơm nước vô thôi.
Con quỷ gà trống này nè anh em, quỷ gà trống con này nè, nó Thái để ý luôn á, mỗi lần mà Thái làm cái gì nghe hồn cá là bắt đầu nó dạo dạo tới à. Đó, anh em thấy hôm nay nó cũng dạo dạo tới, nó nghía nghía cái gì không biết. Anh em thấy nước trong veo ngon lành chưa? Ngon lành cành đào chưa? Bây giờ là Thái bơm nước này xong. Đó, Thái chắc phải để một thời gian khá là lâu á để cho cái máy lọc này nè anh em. Đó, nó chạy rồi nó sẽ bay hết những cái cờ lo á. Đấy. Bây giờ là Thái ghim điện vô cho nó chạy nè. Đó, nó chạy xuống rồi. Đó, dưới đây nó hút lên trên đây rồi nó chảy vô cái lu rồi nó qua cái mùng rồi nó xuống thôi. Đó, cái hợp lọc của Thái khá là đơn giản luôn. Nhiều người là xem thấy mắc cười luôn á anh em. Rồi, bây giờ là Thái sẽ bắt ba con cá lao kiến, Thái cho nó xuống trước. Tại vì những con cá lao kiến này nó khá khá là khỏe luôn, mình không có để cần phải cho nước nó để thời gian lâu để nó ra cờ lo gì đâu. Mấy ông nội này thì giục xuống là sống ngon lành cành đào. Đúng ra đó, trước khi mà thay nước xong rồi cho hợp lọc chạy á, Thái phải đổ ít muối hột xuống nữa. Cả gần cả ký muối hột xuống dưới mới đủ á. Mà tình hình thì bây giờ là không ra đường được, nhà cũng hết muối hột rồi. Thôi, chơi hôm nay là nước không có gì luôn, chỉ là nước không tên để đó rồi cho bay cờ lo. Rồi chút xíu hồi Thái sẽ lấy sau khoảng vài tiếng á, Thái lấy cái đồ mà đo cái độ pH á, nếu mà pH 7, 7.5 là ok. Đây, đây là thằng lao kiến màu hồng hồng. Nhìn cũng cu te ghê, nhìn thấy hai con mắt nó với cái mỏ nó là thấy cu te rồi. Như vậy là xong rồi mọi người, Thái sẽ bỏ trước ba con cá lao kiến xuống. Rồi, Thái đợi 4 tiếng. 4 tiếng nha anh em, để cho cái hộp lọc này nó tự chạy đi rồi sau đó thì Thái mới bỏ cá xuống. Đó, cho nó bay lên cái độ cờ lo hết đi. Ok, 4 giờ sau nha mọi người. 4 giờ sau, chưa gì mà có lá cây nó lại rớt xuống cái hồ của Thái rồi. Thái lấy cái tan nhựa này múc ra một ít nước. Mọi người thấy Thái thay nước hồ cá có đơn giản không? Đấy, cái cục này là cái cục thổi oxy, nó cũng là cái cục lọc vi sinh đó mọi người. Bây giờ là Thái sẽ vớt mấy con cá rô phi với lại con cá trê đồ ra trước. Rồi Thái xô con cá trê đầu trẻ hai mái lại cho anh em xem luôn nha. Một con cá chép coi và một con rô phi. Tiếp tục là một con rô phi. Đâu hết rồi mấy đứa? Đây, hai con rô phi, một con coi, coi bò sữa, một con coi vàng và một con rô phi. Một con rô phi, một con coi tiếp theo, chả rành coi đâu, không biết là tên gọi của nó là gì, nuôi vui là chính nè. Một con Roberto cắt lót. Rồi, con gì nữa đây? Lại là một con Roberto cắt lót. Thôi, bây giờ là Thái sẽ đổ cái này xuống hồ trước. Đấy, một tay quay phim, một tay thực hành cho anh em xem, nên hình ảnh nó không đẹp cho lắm. Mọi người thông cảm cho Thái nha. Roberto cắt lót xuống nào. Tiếp theo là một con cá chép coi. Bơi đi con. Hai con cá chép coi. Coi vàng nha. Bò sữa nè. Chép đỏ. Rồi, đây là con Roberto cắt lót. Roberto cắt lót. Đây là con Ronaldinho nè, Ronaldo nè, Ronaldo nè nè, đó. Đây, Roberto cá lóc nữa, khá là nhiều rô luôn. Mà nói chung là kêu cho vui vậy thôi, chứ tóm lại nó là rô phi nha mọi người. Rồi, bây giờ là khoe, chương trình khoe cá chê đầu trẻ hai mái xin được phép bắt đầu. Hôm nay mày sao rồi? Đưa cái bản mặt mày tao xem coi. Đây anh em, bản mặt cute chưa? Môi đỏ 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 như là đánh son môi vậy đó.
mắt thì mắt hai mí. Đó, anh em xem kìa, hơi lòi so với những cá chê thường. Đây, đầu trẻ hai mái. Đây là nhìn ngang thì giống một cái con rắn. Thôi, Thái sẽ dùng tay bỏ nó xuống dưới hồ luôn. Đi đi con trai. Ok, và bây giờ là cuộc hành trình cho cá chép bự xuống. Hồi nãy bắt lên sao giờ bỏ xuống vậy nha mọi người. Đó, quan trọng là cái nước á, mà khi chúng ta bỏ nó lên đây á, là chúng ta phải lấy cái nước cũ dưới cái hồ. Và chúng ta nhớ là để thời gian lâu thì phải dùng máy oxy thổi vô. Đó, để tránh trường hợp là những con cá chúng ta nó bị ngợp và bị sốc. Rồi, bây giờ thì cho xuống dưới hồ. Nước mới rồi. Ok, quá tuyệt vời. Một thằng nữa nè. Anh em thấy Thái có giỏi không? Một tay quay, rồi một tay thả cá, một tay làm công việc, rồi cái miệng thì lép nhép liên tục. Như vậy là Thái đã xong xuôi hết rồi anh em. Thấy nước trong tuyệt vời chưa? Đó, Thái như vậy nè, Thái nuôi với cái hồ, Thái làm chỉ 200.000, rồi cái máy lọc Thái mua 250, nó là 450. Cá thì cũng những con cá cảnh tuổi thơ bình thường với những con cá chép coi Việt Nam thôi. Như vậy mà Thái giảm chết rất là nhiều nha. Đó, hy vọng là anh em xem video này trên tinh thần vui cũng như là thoải mái sau một ngày làm việc thật là mệt mỏi. Còn bây giờ Thái xin chào và hẹn gặp lại.